Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì trên phố đi bộ của mình sẽ quay hai mùi hương, đó là Mancera Tonka Cola và qua bên này đó là Sikili. Và đây là hai mùi mà mình đã từng review qua và mình gọi là trà đào Phúc Long và kẹo Coca, và cùng xem mọi người thích cái mùi hương nào hơn trong hai mùi hương này nhá. Đi cùng mình nhá. Mình đang có hai mùi ở đây, mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Mọi người có thể cầm đổi cho nhau xem là kiểu mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Quế à? Có một mùi nó sẽ là mùi quế đúng không? Cái là mùi này nó sẽ hơi quế quế. Em thì em thích mùi này hơn vì nó dịu với khá là mát với ở mùa hè. Nó đang phù hợp với thời tiết này. Vâng, còn mùi này thì em thấy nó hơi nồng. Hơi nồng. Mình nếu mà cái mùi hương đấy ở trên 2 điểm 10 chấm được tầm mấy điểm? Mùi hương này á? Ừ. Em chấm là 9 trên 10. 9 trên 10. Còn mùi hương này em chấm là 7,5. À rồi, ok. Thế bạn áo trắng. Mùi quế nhẹ hơn nhỉ? Thích mùi quế hơn hay là thích mùi nào hơn? Mùi quế hơn. Thích mùi quế hơn. Cái điểm này, cái mùi quế này trên thang điểm 10 chấm được mấy điểm? 9 trên 10. 9 trên 10. Rồi, ok. Em thích mùi trà xanh. Mùi kiểu nó hơi kiểu trà đào kiểu như vậy. Mình chấm 10 sẽ chấm được mấy điểm? 7 điểm. 7 điểm. Ok. Mùi này nó nhẹ hơn. À, thế là cũng kiểu chung với bạn này đúng không? Rồi, cảm ơn chúng ta có bạn nam này thích mùi ở Tonka Cola. Cái mùi quế đấy thì nó giống mùi Pepsi nhiều hơn. Đấy, còn các bạn chọn là mùi Sikili, một cái mùi khá nổi tiếng. Mình đã xịt ra hai cái mùi ra giấy rồi. Bạn có thể cầm luôn cả hai cái. Bạn ngửi thử xem là kiểu mình sẽ thích mùi hương nào hơn. Và kiểu lý do vì sao? Mình đang thích cái mùi bên này hơn. Lý do vì sao mà bạn thích mùi hương này hơn? Vì cái mùi bên này mình cảm giác nó mát hơn. Nó mát hơn, nó đang phù hợp với thời tiết này nhỉ. Cái mùi này thì bạn thấy như nào? Cái mùi này nó mình cảm giác nó sao nhỉ? Nó không được mát bằng này. Nó cảm giác nó sẽ phù hợp với bên mùa đông. Nó phù hợp với bên mùa đông hơn nhỉ. Cảm giác nó cái này nó sẽ lan tỏa được rộng hơn. Cảm giác là nó bao bao. Nó kiểu như kiểu một cái lớp kiểu bao bọc lấy ra đấy đúng không? Đúng. Thì ví dụ cái mùi hương này trên thang điểm 10 thì bạn ấy chấm nó khoảng tầm mấy điểm? 7,5 trên 10 nhỉ? Tại vì nó cảm giác nó hơi nồng một chút. Thế bạn nghĩ mùi này là kiểu nam xài hay nữ xài hay là kiểu cả nam cả nữ? Nếu mà một trong hai mùi này thì mùi nào sẽ nghiêng về nam hơn nhiều hơn? Mình cảm giác nam hơn. Rồi mình cảm ơn bạn nhé. Cái chai mà bạn chọn là cái chai Sikili ấy, đang khá nổi tiếng. Rồi mình cảm ơn. Mình đang có hai cái mùi hương ở đây, mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Thì các bạn có thể cầm, các bạn ngửi xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn. Kiểu ấn tượng với mùi hạng. Hai mùi này sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn? Và cái lý do vì sao? Mình thích mùi này hơn. Tránh ngược nhau ở đây. Thứ nhất là vì sao em lại thích mùi hương này hơn? Anh mình thích mùi này hơn. Lý do vì sao thích mùi hương này? Nó cả... quen thuộc hay là nó như thế nào? Cái này thì nó quen thuộc hơn. Có biết đây là mùi gì không? Có muốn đoán thử? Mùi này quen lắm nhưng mà không nhớ ngay. Mùi này. Thử lại thử xem. Mùi quế. Hơi quế quế. Đúng rồi, hơi quế quế. Cái mùi này thì người ta hay nói là mùi kiểu Coca-Cola, Pepsi. Đấy. Thì cũng còn bạn, vì sao bạn lại thích cái mùi hương này? Vì mình thấy mùi này nhẹ nhàng. Là kiểu nó sẽ hợp hơn hả? Thì ví dụ bạn chấm khoảng tầm trên thang điểm 10 chấm khoảng mùi này mấy điểm? 9 điểm luôn. Mình cũng 9. Rồi mình rồi. Đây là chai Tonka Cola mà bạn chọn. Bạn có thể cầm, bạn ngửi thử, ở đầu vòi nó có thể hơi nồng. Còn đây là chai mà mình chọn là Sikili, chai này cũng đang khá nổi tiếng. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Rồi mình cảm ơn. Ok, và bây giờ chúng tôi sẽ đổi vai để đi phỏng vấn người ngoại quốc. Tại vì nóc nhà của tôi là có khả năng ngoại ngữ khá tốt, nên là chúng tôi sẽ đi phỏng vấn người ngoại quốc xem hai cái mùi hương này như thế nào. I have two smell, but I'm not gonna tell you it for men for women. Okay. So you guys smell it, then his sense of smell is not good. It's okay. Sorry for wearing mask because no, it's okay. Yeah. I think they both smell like women's wines. Is that more manly than that one? Yeah. Ooh. So which one is better? I prefer that one. Ooh. I prefer that one as well. Oh really? Yeah. I wouldn't wear either. Do you know where is this place? Sicily. Sicily. Yeah. You.
Yeah, that is the smell for Sicily. Okay. Yeah. But this one is very famous from Mancina. Okay. Okay, from 1 to 10, this one. 1 to 10? Yeah. 7. I'm at 8 for that one. And wow, this one's maybe like a 5 or a 6. Okay. Thank you very much. Okay. It's very nice of you guys to take a review. Thank you. Sau một hồi bàn bạc thì tôi với cả anh Kiên đã tự dựng ra một viễn cảnh. Đó là có một anh Tây sắp sửa rất là cao xuất hiện. Và tôi sẽ phỏng vấn anh ấy như này. Là we have two smells. So we have two smells, but I'm not gonna tell you guys. It's for men, for awful food. Yeah, yeah. And you guys just rate it. So which one is you guys like better? Okay. Sorry for wearing mask because COVID-19. Oh my god, that's too fast. So can you rate from 1 to 10? This one. 9 to 10. Oh wow. 5 to 10. Ooh. Okay, just wait for his decision. That's good. Do you feel like this for men? Sorry? Do you feel like it's gonna be for men? This one's for women. Oh. I don't know. I think both are delicious. But I don't like this. Oh, yeah, yeah. But the first one is really good. For me, it's hard to still do that. Yeah? No. Yeah. So you like this one better? Hard. I like both. Really? But now you have to choose it. So. But I think this one better too. Ah, yeah. So the question is, do you know this place? Sicily. It's an island. Yeah. So the one you like is this one, but the other one is more famous. More famous. Yeah, but your choice is the best. Thank you so much. You guys look so beautiful. So thank you for your choice. Ok, và để thêm phần khách quan thì mình đã phỏng vấn cả người ngoại quốc nữa. Và các bạn đã thấy là sự xuất hiện của nóc nhà tôi phỏng vấn kinh khủng đến như thế nào đúng không? Và đương nhiên thì Sicily với cái thời tiết mát mẻ như này thì chắc chắn là giành chiến thắng rồi. Còn với Tonka Cola thì vẫn có những người lựa chọn mùi hương này. Có lẽ rằng là vì cái nét quế của nó khá là nồng vào cái thời tiết này nên là nó không được lựa chọn cho lắm. Mặc dù thời tiết Hà Nội hiện tại nó chỉ tầm 25 độ thôi, nhưng mà với một cái kèo này thì Sicily có vẻ thắng chặt luôn. Và đây cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Mặc dù lúc đầu tôi chưa đưa ra dự đoán của cá nhân, nhưng mà tôi cũng nghĩ là Sicily giành chiến thắng. Và nếu như các bạn thích một trong hai mùi hương này hay là các bạn còn đang phân vân thì hy vọng đây là một cái video đưa cho các bạn những lựa chọn tốt nhất về việc Tonka Cola hay là Sicily đều của Mancera nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.